Minh Khoa TV là kênh mới của Minh Khoa. Các em hãy ủng hộ Minh Khoa bằng cách nhấn vào đăng ký và chuông để xem được nhiều video hấp dẫn hơn nhé. Đăng ký đi, chăn chờ chi. Bố ơi, bố ui. Bố ơi. Ui, quả trứng này nở ra gà con rồi này. Bố ơi, con đói. Sao các con lại gọi mình là bố nhở? Mình là bố của gà con à? Mình sẽ ăn quả chuối. Sắp đến ngày trứng nở rồi, mình phải về làm ổ thật nhanh mới được. Mình sẽ ăn quả táo. Lại là anh khủng long ăn vỏ chuối vứt rác ra đường đây mà. Này bác khủng long, sao bác lại vứt rác ra đường thế, làm tôi ngã đây này. Ô, chị ngã là việc của chị chứ, liên quan gì đến tôi. Anh mà cứ vứt rác ra đường thế này sẽ gây ô nhiễm môi trường đấy. Môi trường là cái gì, tôi không biết. Nếu chị thấy bẩn thì chị dọn đi. Ăn no quá, ngủ một giấc đã. Không được, anh khủng long, anh vứt rác thì anh phải dọn chứ. Tôi ngủ say lắm rồi, không dọn được đâu. Ngố mà cũng nói được, đúng là cái đồ phê lát. Chiếc ổ nhỏ xinh của mình vậy là sắp hoàn thành rồi. Ngày mai mình sẽ kiếm thêm một ít lá nữa để ủ ấm cho các con của mình. Ai vứt rác vào nhà mình thế này? Chỗ rác này lại là ông khủng long vứt vào nhà mình đây mà. Bực quá. Này bác khủng long, bác lại vứt rác ra nhà tôi đúng không? Đúng, là tôi vứt đấy. Ai mà chị cấm tôi vứt rác ra đường làm gì, nên tôi phải vứt sang nhà chị là đúng thôi. Bác khủng long này, bác mà còn như thế nữa là tôi. Tôi làm sao? Ui, định đánh tôi á, tôi sợ quá cơ. Tôi không thèm cãi nhau với bác nữa. Nếu một lần nữa bác vứt rác sang nhà tôi nữa thì tôi sẽ chuyển nhà đi nơi khác đấy. Tôi không thèm sống ở đây cùng bác nữa. Tôi lại sợ chị quá cơ. Tôi lại ăn, tôi lại vứt rác tiếp đây này, xem chị làm gì được tôi. Đắng quá. Đói bụng quá, mình phải về nhà kiếm cái gì ăn đã. Tìm đồ ăn nào. Ui, thôi chết, đồ ăn của mình đâu hết rồi nhở? À mà quên, đồ ăn mình ăn hết hôm qua rồi còn đâu. Đói bụng quá. Hay sang nhà chị gà mái xin ít đồ ăn mới được. Này chị gà mái, chị có đồ gì ăn không? Cho tôi xin một ít đi. Tôi không cho đâu, mặt anh to thế kia, ăn bao nhiêu cho đủ. Này, chị có cho tôi không? Không cho là tôi sẽ cướp hết đấy. Anh đi cướp à? Đây, này. Eo, sâu, kinh quá. Đúng là đồ khủng long nhát gan. No bụng quá, bây giờ mình sẽ đi kiếm thêm ít thức ăn để mấy ngày nữa trứng nở rồi ở nhà chơi với các con nữa. Hai quả trứng đáng yêu của mẹ ở nhà ngoan nha. Ôi trời, mưa to thế nhở? Mình lại đói bụng quá. Mưa to thế này thì làm sao mà đi kiếm thức ăn được. Ui, sao lại có quả trứng gà thế này? Ui may quá, đang đói thì tự nhiên có quả trứng rơi vào đây. Là món luộc, rán hay nướng nhở? Ngửi đã thấy thơm rồi. Ui, nó lại lắc thế này nhở? Ui, sao càng ngày nó càng lắc mạnh thế này nhở? Hay là nó sắp lở rồi? Ui, không được, mình không thể ăn nó được. Mình phải ủ ấm cho nó. Bố ơi. Ui, quả trứng này nở ra gà con rồi này. Bố ơi, con đói. Ô, sao các con lại gọi mình là bố nhở? Mình là bố của gà con à? Vâng ạ, bố là bố của con mà. Bố ơi, con đói. Gà con đói à? Vậy gà con ở nhà để ta đi kiếm đồ ăn cho con nhá. Vâng ạ.
đi ăn quá, đói quá. Mẹ ơi con đói, đói. Gà con ơi, đồ ăn của con đây, con ăn đi. Gà con không ăn được cái này đâu. Bố ơi, gà con đói, đói. Thôi được rồi, thì gà con đợi ta một lát nhá. Vâng ạ, gà con đói, đói. Wow, trứng nhỏ rồi này. Gà con đâu rồi nhỉ? Gà con ơi, gà con ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Ô, gà con của mẹ, ra đây mẹ xem nào. Mẹ ơi, con đói. Gà con của mẹ đói à? Đây, mẹ cho con ăn nhá. Con há miệng ra nào. Ơ, mà có hai quả trứng mà, sao lại nở ra mỗi một gà con thế này? Một quả trứng nữa đâu rồi nhỉ? Gà con ơi, con có thấy gà anh đâu không? Con không biết đâu, từ lúc giờ ra con chỉ thấy mỗi mình con thôi mẹ ạ. Thôi chết, hay vừa nãy mưa bão to quá cuốn trôi mất trứng gà anh rồi. Bây giờ gà con đứng lên đi tìm trứng gà anh cùng mẹ nhá. Vâng ạ. Gà con ơi, ta mang đồ ăn về cho gà con rồi này. Gà con không ăn lá chuối đâu, Không phải là chuối đâu, con nhìn này. Yeah, ngon quá, bố ăn cho con đi. Nào để ta bỏ cho con nhá. Wow. Ngon quá. Ăn ngon nhá, thế thì ta lại đi lấy tiếp cho. Vâng ạ. Nào. Ngon quá. Gà con ơi. Thôi chết, tìm khắp nơi rồi mà không tìm thấy gà con đâu cả. Còn mỗi nhà anh khủng long thôi, mình phải vào đấy hỏi thăm mới được. Anh khủng long ơi, anh có nhà không? Ừ, thôi chết, chị gà mái sang rồi. Gà con ơi, con vào trong nhà chơi đi. Vâng ạ. Long ơi, từ sáng đến giờ anh có thấy quả trứng nào nhà tôi lăn qua đây không? Không, làm gì có quả trứng nào, chỉ đi chỗ khác mà tìm đi. Anh thử tìm kỹ hộ tôi xem nó có bị nấp ở đâu không? Tôi đã bảo là không rồi mà, chị về đi. Tôi biết rồi. Thôi gà con ơi, không có trứng gà anh ở đây đâu, hai mẹ con mình đi tìm tiếp đi. May quá, gà mái đi rồi. Gà con ơi, con ra đây với ta nào. Bố ơi. Để ta bón cho con ăn nhá. Bố ơi, cái này ngon lắm, bố thử ăn đi. Thôi, ta sợ lắm, gà con ăn đi. Cái này ngon lắm, bố ăn đi. Thôi, tao không ăn đâu. Bố ăn đi. Tao không ăn đâu. Yeah, cái này ngon lắm, bố ăn rồi. Bố ơi, ngon lắm đúng không bố? Ừ, ngon lắm gà con ạ. Ta lại bón cho gà con ăn tiếp nhá. Vâng ạ. Yeah. Ngon không? Ngon quá. Bố ơi, sao bố lại vứt rác ra đường thế ạ? À? Không sao đâu, ngày nào mà ta chả vứt ra đường. Không được, bố phải vứt rác vào thùng rác. Nếu không con không chơi với bố nữa đâu. Ừ, thôi được rồi, thế để ta đi nhặt rác nhá. Wow, bố giỏi quá. Đấy, thì là ta đã vứt rác vào thùng rác rồi đấy. Tớ mai, bố không được vứt rác ra đường nữa đâu. Thế là hư đấy. Ừ, ta biết rồi. Bố ơi, bây giờ con muốn ra ngoài chơi, bố cho con ra ngoài được không bố? Ừ, được rồi, thì đi cùng ta nào. Vâng ạ. Đồ con bắt được ta. Bố ơi, bố. Đồ con bố bắt ơi. Được ta nào. Bố ơi, bố ơi, con làm được tôi bố rồi. Ơ, kia đúng là gà con nhà mình mà. Bố ơi, bố ơi. Ui, gà con ơi mệt quá, ta nghỉ một chân một tí đi. Vâng ạ. Gà con của mẹ. Không, chị nhận nhầm rồi. Anh khủng long, kia đúng là gà con nhà tôi mà. Nhầm làm sao được? Tôi không biết, đây là con của tôi chứ. Gà con, đi ra đây với mẹ. Không, gà con của tôi. Đi ra đây với mẹ. Đây đúng là gà con nhà tôi. Anh nhìn này, cái màu, cái mắt, cái mỏ này giống nhau mà, có giống anh tí nào đâu. Nhưng gà con là do tôi ấp, mới lại tôi kiếm đồ ăn cho gà con mà. Gà con là con của tôi chứ. Ai đời gà con lại là con của khủng long được. Nào hai đứa, đi về với mẹ. Bố ơi. Gà con của ta. Ôi, mất gà con rồi. Bố ơi. Mẹ gà ơi, để cho con về với bố khủng long đi. Thế con không muốn về ở với mẹ và em à? Con muốn, nhưng mà con cũng nhớ bố khủng long lắm. Thôi được rồi, đi theo mẹ. Bố ơi. Ui, gà con của bố.
Anh Khủng Long ơi, tại vì anh rất tốt với gà con, mà gà con lại yêu quý anh nữa, cho nên hàng ngày tôi sẽ cho gà con sang chơi với anh. Thật à, tôi cảm ơn chị nhiều lắm. Yeah, thích quá, yeah. Các bạn nhỏ ơi, video của Minh Khoa đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Chào tạm biệt các bạn.